Từ bừng khai trương tourgame.net, số đồ lốc uy tín nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc khi mua Unix, mua game Toilet Sound Defense và dịch vụ các game lốc tại tourgame.net. Truy cập ngay để nhận ưu đãi các bạn ơi. Hello hello anh em, hôm nay mình sẽ quẩy Nightmare với cả cái đội hình full speaker, dân chơi hệ loa đài anh em ạ. Mình có từ loa Anh, loa Mỹ, loa Nhật cho đến loa Tàu. Phải bị điên à? Đặc biệt chúng mình có rất nhiều cái combo giảm giá cho các bạn. Đấy, thậm chí là nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể đề xuất cho mình những cái combo hợp lý để mình sẽ làm combo cho các bạn. Combo giảm giá nhé các bạn nhé. Chắc chắn là sẽ có giảm giá. Rồi bạn đã bắt đầu xuất phát với những cái con tướng đầu tiên là Small Toilet. Cái bọn này thì ưu điểm là tốc độ nhanh, nhược điểm là yếu sinh lý các bạn ạ. Thổi vắt chết mẹ không. Thế thì mình sẽ xây những cái con Santa cách nhau ra một tí để những cái con tự sát nó không đánh bom chùm vào đây anh em ạ. Kinh nghiệm rồi. Nếu mà anh em không mang siêu thì ở những cái map nhỏ này anh em phải chống tự sát bằng cách là chúng ta bơm những cái con Santa đứng xa nhau ra một chút. Đấy, đừng có bơm vào gần quá rồi không giải quyết được vấn đề gì cả. Như vậy là bắt buộc mình phải xây Frost DJ ở vị trí này thì mới có thể chống được những cái quay đầu được. Một thanh niên đã trải qua rất nhiều thăng trầm anh em ạ. Trở nên yếu đuối vô cùng tận cũng chỉ vì thằng Thelantic nó nớp đi quá nhiều. Trở nên cực kỳ yếu. Chúng ta đã mất đi một anh tài ở trên chiến trường. Đáng nhẽ con DJ luôn là cái con gồng gánh cho tất cả các đội hình thì bây giờ nó đã trở về với dĩ vãng. Hiện tại tôi chưa tìm được cái con nào mà nó hoàn thiện đến mức mà nó có thể đép được tất cả các quay đầu, 20 quay đầu mà không cần phải quan tâm gì đến bọn Toilet này cả. Rất tiếc. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có một khoảng thời gian đẹp đối với Frost DJ. Ít nhất là cho đến những cái map Enlist thì vẫn còn rất là khỏe. Sau đó thì anh ấy yếu hẳn và anh ấy đã gục ngã rồi. Rất là tiếc. DPS tối đa chỉ có 800. Quá là yếu luôn. Ui. Ui giời. Chết, nếu mà tôi không tăng level lên thì khả năng là tôi cảm thấy là tôi không chống được cái bọn này đâu. Đấy, tôi phải xây cả Katana Speaker Woman ra để đép rồi. Đáng tiếc cho Frost DJ. Với những cái map bình thường ở mode Nightmare nó cũng không thể quẩy được luôn. Chứ đừng nói gì đến những cái map khó như người trước. Ôi giời. Tôi không nhớ thì con này có khả năng là du ngủ đây. Tôi phải xây con speaker repair drone ở đây. Ấy, vừa nói xong, may quá tôi đã xây mẹ phòng bị trước của tôi đã xây rồi. Thực ra lúc ấy tôi chơi rồi. Tôi chết mẹ rồi, tôi quay lại anh em ạ. Nó đưa ra những cái con du ngủ rất nhiều luôn. Thật sự là chưa bao giờ mà mình cảm thấy cái bọn du ngủ nó nhiều ở trong cái map này như thế này. Và nó đang muốn đẩy cái con speaker repair drone để bán ấy. Thì mình cũng tranh thủ mình bán trên shop con này thôi anh em ạ. Con này nó cũng rẻ thôi. Anh em pick về mà quẩy. Bởi vì bây giờ không có kháng ngủ là không quẩy được đâu anh em ạ. Không có kháng ngủ là không yên bọn này đâu. Không có kháng ngủ, bọn này nó sẽ ru anh em ngủ đến chết luôn. Bọn này thuộc 3.500 câu mẹ hát ru khủng khiếp vậy đà. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem DJ TV Man có buff được cho cái con Frost DJ không nhá. DJ TV Man, làm việc đi. Ok, như vậy là chúng ta đã có 5% đam. Tiếp tục 10% đam. Ngon rồi anh em ạ. 880 rồi, DPS lên đến 880 rồi. Chúng ta sẽ bỏ qua những ngày giông tố không tệ một chút nào đâu. Sau khi mà chúng ta đã được buff thì chúng ta đã có cooldown giảm đi. Rồi, không những thế thì kể cả Katana Speaker Woman chúng ta cũng đã được hỗ trợ lên rồi. Ok, tôi cảm thấy ngon rồi đấy. Mình có thể chiến được rồi. Rất tiếc là cái vạn nhìn này, cái phạm vi của con DJ TV Man nó hơi bé. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải xây nhiều con. Và ở với những cái map như thế này, việc xây nhiều con thì là một tương đối là một cái khó khăn. Xây luôn này là máu. Thử xem nào. Ồ, cũng được đấy anh em ạ. tại thì con DJ TV Man của tôi nó xây ở góc này nó hơi bé. Cho nên là không thể tận dụng tốt được. Tuy nhiên thì sau khi bổ lướng bằng cách là tôi xây kiểu này thì thôi. Được ăn cả ngã về không. DJ TV Man, 3.000 đô. Đấy. Cái việc mà chúng ta xây những cái con Santa cách nhau ra nhảy thì chúng ta sẽ giảm bớt cái bọn tự sát lại và con repair drone nó cũng ít việc hơn. Tôi không muốn xây repair drone lên trên nữa, tôi muốn xây ở quanh đây thôi. Bởi vì con repair drone nó sẽ du ngủ cho, nó sẽ gọi rất nhiều con dậy nên là tôi xây ở cái khoảng nhỏ nhỏ đấy thôi. Anh em lưu ý nhá, là vì đội hình của chúng ta nó không tốn nhiều tiền mấy cho nên là chúng ta lên Santa cũng cân nhắc. Không cần dồn phải mắc Santa trước level 20-25 gì đâu. Chúng ta cứ quay sang quẩy tướng cũng được. Katana, Speaker Woman. Tắc 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 tắc.
Liên hoàn chém, liên hoàn chém. Ôi, ngủ rồi. Không ổn rồi. Tiếp tục đẩy DJ TV Man lên level 5 và chúng ta sẽ có Frost DJ max level. Xoài. Ok, khá là ok đấy anh em ạ. Xong. Frost DJ của tôi đã max level và đây, DJ TV Man của tôi đây. Tôi xem thử xem nào. Speaker. Oh, speaker xây được ở đây này. Khá là ngon anh em ạ. Việc xây được speaker ở đây sẽ khiến cho tôi giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Ôi chết rồi. Tuy là xây được speaker ở đây nhưng cái vòng búp lại không đến. Một sai lầm đến vị trí anh tung lò gạch. Đây rồi, chỉ cần xây xuống một tí thôi là chúng ta đã có vòng búp rồi. Và như vậy là Frost DJ đã có 1000 dam với tầm đánh 50 và cooldown là 0.15. Tôi có thể tính cho các bạn DPS sẽ là 6666. DPS 6666 với một cái khoảng đánh như thế này thì cũng không phải là quá tệ anh em ạ. Nó đánh AOE rất nhiều con. Không đến nỗi nào đâu. Katana Speaker Woman lên đâu đó 14.000 DPS gì đấy. Tôi tính thử DPS của Katana nhé. 3.125 chia 0.19 bằng chúng ta có 16.500 DPS. Một con số khá là ấn tượng. Oh, too many rồi anh em ạ. Ok, tôi sẽ bán con drone ở đây đi và xây con drone ở đây. Đánh cái việc mà chúng ta không có drone. Chưa gì chúng ta đã hết slot xây tướng rồi. Tôi đã có 15 con rồi. Speaker là cái dòng tướng mà theo mình đánh giá là nó hơi yếu anh em ạ. Nó hơi yếu hơn so với camera và TV. Đấy, cái dòng tướng thuộc bọn TV ấy, thì nó đánh hoành tráng hơn nhiều. Bọn loa đài này là bọn yếu nhất. Rồi đến cái bọn camera thì nhiều con khá mạnh và nhiều con đánh có tầm đánh khá xa. Nhưng bù lại thì lại hay thường là đánh đơn mục tiêu. Bọn speaker này thì thường là đánh đa mục tiêu. Đây là do nó bị nerf, nó yếu đi thôi. Chứ còn trước đây thì các bạn biết rồi, chỉ cần một mẹ mình Frost DJ thôi. Cần hết tất cả các map luôn, map đéo nào cũng quẩy luôn. Thế thì khi mà nhiều tiền rồi thì tôi vẫn để cái bọn Santa ở đây. Tại sao thì các bạn biết rồi. Có rất nhiều con tướng du ngủ, rất nhiều con tướng tự sát mà chúng ta bắt buộc phải giữ Santa để giảm cái bọn thiểu cái bọn đấy lại. Cũng là một phần cũng là vì là chúng ta không còn siêu. Chứ nếu mà có siêu thì đơn giản hơn rất nhiều. Anh em hãy dùng siêu nhá. Trên shop của mình thì có bán siêu rất là rẻ thôi. Nếu mà anh em đặt một con siêu ở cửa này thì chỗ này ấy, thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề luôn. Tất cả những con tự sát siêu nó sẽ triệt tiêu toàn bộ. Chứ không phải để Katana vất vả và băm chặt như thế này. DJ cũng chơi nhạc cũng dã tay. Được cái là cái bọn này nếu mà có tí nhạc nhẽo vào thì âm thanh nó rất là sôi động. Nhạc của DJ, của TV, của speaker trộn lẫn với tiếng mày bọn toilet la hét, trộn lẫn với tiếng băm chặt của Katana tạo thành một bản nhạc giao hưởng có thể nói là tuyệt vời luôn. Khi mà chúng ta đi đến nuôi 50 thường thì map bây giờ nó đơn giản rồi, các bạn chỉ mất 17 phút để các bạn quất xong một cái map mode nightmare. Thậm chí là nếu mà những cái con tướng mạnh như là Sinister đi kèm với cả DJ TV Man thì các bạn chỉ cần khoảng độ 16 phút là bình thường. Không cần phải tính toán gì nhiều, cứ có tiền là xây thôi. Đơn giản và dễ chịu. Làm sao? Bồi cao. Trời ơi. Úi giời. Nhưng mà các bạn đã vào tầm đánh của mình thì quên đi. Quên sâu đi. Đấy, cái bọn du ngủ bắt đầu đến đấy. Mình có một con speaker repairon chữa ngủ rất lợi hại. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, đừng dồn tướng vào gần nhau thì con speaker repairon nó sẽ chữa không kịp đâu. Bởi vì những cái con tự sát thì nó sẽ đánh chùm cả chục con một lúc. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để tách tướng ra, chúng ta phân tách nó ra thì những cái con tự sát nó không còn tác dụng nhiều nữa. Đấy, cho nên anh em đừng có xây gần nhau quá. Ở cái chỗ đầu, chỗ cuối thì anh em có thể xây nó gần nhau được. Đây có con mới này, có con trực thăng mini này các bạn ạ. Đấy, Flying Quack Laser Toilet này. Ui trời, con này có cả giáp à nói.
rất là châu chó, rất là châu chó. Tuy nhiên với DPS lên đến 13.000, không phải nghĩ luôn anh em ạ. À, DPS với DPS lên đến 6.600 của cái con Frosty Jay thì không phải nghĩ luôn anh em ạ. Rất khỏe. Đấy, tôi đã đi đến wave 46 rồi. Úi da, repair drone của tôi. Úi da. Wave 46, mọi việc vẫn rất ngon lành, mặc dù bị du ngủ rất nhiều nhưng Katana Speckleman vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của nó đây không phải là băm chặt mà là để giảm thiểu cái việc du ngủ của những cái con tướng xuất hiện ở phía sau và khiến cho quân địch đứng lại. Đấy, quân địch chậm kìm chân quân địch lại anh em ạ. Chứ không thì Katana Speckleman này DPS chỉ khoảng 16.000 thôi, đánh không ăn thua gì đâu, lại còn đánh đơn mục tiêu nữa. Việc này thì nó không thể bằng được những cái con DJ được. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cái vị trí để phù hợp với Katana Speckleman. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Ish. Nếu mà chúng ta không cài cắm Katana Speckleman thì chúng ta sẽ bị ngủ. Ái à. Một số bạn có nói với mình ấy là DJ TV Man khi mà ngủ thì nó sẽ mất đi buff. Và bây giờ tôi sẽ để ý xem là liệu nó có mất buff vào trong một khoảng thời gian nào đó không các bạn nhá. Để xác định lại vấn đề đấy. À, vẫn thấy buff anh em ạ. Mặc dù đã ngủ nhưng tôi vẫn thấy buff. Tuy nhiên thì đam có lên hay không thì tôi không để ý lắm. Đâu rồi, xem nào. Ngủ đi, du ngủ hộ cái. Ôi già, nó không du ngủ mình, nó lại du ngủ con DJ Frost. Du ngủ DJ TV Man đi. DJ TV Man ngủ rồi. Và đam không giảm các bạn ạ. Đam không hề giảm nhá. Nhiều bạn nói với mình là khi DJ TV Man ngủ thì những cái con khác nó sẽ mất búp đi. Tuy nhiên không phải đâu. Vẫn có búp như thường. Vẫn băm chặt như thường. Ái da, Scientist Toilet. Con này thật là ghê gớm. Chọc thủng loa của nó ạ. Đọ loa không? Ôi dồi ôi. Anh em lưu ý nhá, khi mà bọn quái của nó đi qua rồi thì anh em cứ xây ấy mạnh bạo vào cho mình. Mạnh vào. Ố kìa, lag rồi. Mạnh vào. Úi chà, băm đến chết. Ờ. Mình cứ sợ bóng sợ gió, cuối cùng thắng rồi. Thắng rồi anh em ạ. Ờ, chắc thắng chưa nhỉ? Chắc thắng chưa nhỉ? Thắng chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? À, chắc rồi. Rồi, thưa các bạn, như vậy là với đội hình toàn speaker thì mình đã chiến thắng map Toilet HQ Mod Nightmare với thời gian là 18 phút. Tuy nhiên, các bạn phải lưu ý ở đây là mình có mang DJ TV Man. Thì nếu mà không có DJ TV Man thì mình sẽ không hoàn thành được cái nhiệm vụ này đâu. Và tất nhiên là full auto skip anh em nhé. DJ TV Man thực sự mạnh. Và nếu bạn nào mà chưa có mà muốn sở hữu thì các bạn có thể lên shop của mình để xúc con DJ TV Man này. Các bạn sẽ là một trong những 1.000 người đầu tiên sở hữu cái con DJ TV Man ở trên toàn server. Video của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Video của mình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp sau. Các bạn hãy cho mình một like, một subscribe để động viên mình ra tiếp các video cho các bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.